Nghi ngờ người hàng xóm có mối quan hệ ngoài luôn với vợ mình, đối tượng Nguyễn Văn Hoang mà quý vị đang thấy trên màn hình, đã cầm chai xăng đổ lên người đàn ông hàng xóm rồi châm lửa đốt. Ngày 23 tháng 2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố vụ án đi điều tra về dấu hiệu giết người xảy ra tại quán bia trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Trước đó, vào chiều 22 tháng 2, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc ông T.V.H, 55 tuổi, bị tẩm xăng và đốt tại địa chỉ trên. Nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Hoang, 45 tuổi. Nạn nhân và nghi phạm là hàng xóm của nhau. Do nghi vợ có mối quan hệ ngoài luồng với ông H, nên khi ông H đang ngồi nhậu với bạn bè ở quán bia, thì bất ngờ Nguyễn Văn Hoang đã cầm che xăng đổ lên đầu nạn nhân rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Hoang rời hiện trường. Sự việc xảy ra khiến ông H bị bỏng toàn thân và đang được cấp cứu điều trị.